Ngày hôm nay là bão tuyết nha các bạn. Tuyết rơi từ sáng đến giờ luôn. Sáng ngày mai ra chiếc xe mình chắc ngập khoảng 2 đến 3 cm tuyết. Đây, đây là cảnh hoàng hôn. Quá đẹp luôn. Nhìn ở ngoài rất là thơ mộng luôn. Tuyết bám trên các cây rất là đẹp. Hiện tại tuyết vẫn đang rơi này. Những rơi cục tuyết rất bự bự. Rất là đẹp luôn. Khi mà tuyết rơi thì trời không có lạnh lắm nha các bạn, tầm khoảng 0 độ. Nhưng mà ví dụ mà trời mà tầm khoảng âm 5 độ, âm 10 độ lúc đó tuyết không rơi nữa. Còn lúc đó khá lạnh. Nên khi mùa đông tới mà tuyết rơi là có nghĩa là trời rất là ấm. Tại vì khu vực này á, âm cao nhất là đến âm 33 độ luôn. Phiêu lai nó lên tới âm 40 mấy độ. Nên thành ra là tuyết rơi là người dân ở đây nên là thấy trời đất nó rất là bình thường. Nhiệt độ thấy họ thấy rất ấm chứ không quá lạnh. Còn khi mà tuyết không rơi á, nhiệt độ nó lên âm 20 mấy, âm 30 mấy độ, lúc đó là cực kỳ lạnh luôn. Nhưng mà tuyết thì nó đóng băng luôn rồi lấy vô rơi nó không rơi nữa. Giờ nhìn bên ngoài cực kỳ đẹp. Đó. Tuyết rơi thực tế ở ngoài rất là đẹp. Nhìn xa xa tuyết rơi cực kỳ đẹp luôn. Tại vì mình quay thì nó không thể nào nó thấy được tuyết màu trắng. Quay không có thấy xa được. Nhưng mà giờ nhìn ngoài xa rất là đẹp luôn. Ở dưới này người ta bật đèn á. Nhìn cái trên cây nó lung linh luôn. Đó, tuyết nó ánh, nó chiếu từ cái ánh đèn ở dưới á. Trên cây rất là lung linh, rất là đẹp luôn. Sáng mai mình sẽ dậy sớm, mình sẽ quay cái hoàng hôn ở đây cho các bạn xem. Rất là đẹp. Sorry, bình minh. Mình nói lộn. Sáng giờ chắc rơi nó tầm khoảng gần 2 cm tuyết. Gần 2 cm tuyết. Mình coi thử bao nhiêu. Ở ngoài đường thì gần 2 cm. Ở đây chắc hơn 1 cm. Lộn. Gần hơn khoảng này khoảng 10 cm tuyết. Tới sáng mai chắc khoảng 20 cm tuyết. Rất là thơ mộng luôn, rất là đẹp luôn. Dự báo là đêm nay rơi khoảng 4 đến 5 tiếng đồng hồ nữa. Sáng sớm bắt đầu mới hết rơi. Thì khả năng là sẽ là 15 đến 20 cm tuyết. Nhìn ra ngoài xa đó rất là đẹp luôn. Mình view thử cho các bạn thấy không? Không view được. Mình quay ở chế độ này không có view được. Tôi quay chế độ thường có thể zoom lại được nhưng mà nó lại không sáng được, nó không phát sáng được. Rất đẹp luôn, nhìn xa rất là đẹp luôn. Nhưng mà quay vô máy thì nó không có vô được. Đó, nhìn cái cây này nè. Đây. Cây tuyết nó bám trên cây á. Bật đèn Noel nè. Nó ánh lên trên cây rất là đẹp luôn. Xa nhìn tuyết rơi cực kỳ đẹp luôn.
những cục tuyết bự 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 nha. Ngày giờ thì đỡ đó. Hồi chiều nay nó bờ rơi những cục tuyết bự 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 bự. Có thể xem đây, tuyết khi rơi xuống đó là nhiều. Romantic. Này mà dậy sớm á, vào lúc bình minh mà tuyết rơi dậy nó đẹp lắm. Mình lạnh quá nhiều khi mình lười dậy. Là ngày mai mình không đi học nữa. Khi nào mà bão tuyết lớn thì mình sẽ có một thách thức, mình bơi trong tuyết ở đây. Mình sẽ review cho các bạn xem thử nha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại. Xin chào.